1, 2, 3. Vô. Mình nghĩ là mình ăn một con đấy, nó rất là khỏe luôn. Thế nha. Thì mình bắt con đó luôn. Cho con này đi con. Hello, xin chào cả nhà, mình là Mũ Ni đây. Nặng lắm nha. Chắc lịch. Chưa, để Diễm kéo cái đuôi nó ra để cho các bạn thấy chiều dài của nó. Các bạn có thấy mặt mình không? Ồ, cái này là cái thịt nữa. Cái gạch nè. Cái phần này phần gạch nè. Đây. Thơm à? Thơm hơi giống cái mùi gạch Alaska luôn đấy. Chị, cái gì vậy? Tính ra là Diễm mát tay cũng cắt cũng ok các bạn ạ. Có thịt luôn. Trời ơi. Nóng nha. Nóng lắm. Bây giờ làm sao mà mình lấy ra nguyên miếng thịt được nè. Đây, anh Dũng coi nè. Wow. Gạch chảy kìa. Có chuyện chảy xuống gì vậy? Cái mùi của nó y hệt như là tôm hùm luôn. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì ba anh em mình đang có mặt tại một trong những cung đường rất là nổi tiếng ở thành phố Nha Trang. Đó là đường Phạm Văn Đồng các bạn ạ. Cung đường này thì chạy qua một con đèo và bên một bên là biển, đó là Vịnh Nha Trang và Vịnh Nha Phu. Và một bên là núi các bạn ạ, phải nói là một cung đường rất là đẹp đối với tất cả du khách khi tới Nha Trang luôn. Trời, mà cảm giác ngồi đây mà hôm nay là kiểu không phải là nắng quá gắt này, mà biển là đẹp tuyệt vời luôn, mà ngồi mà uống một trái dừa này thì thật sự là quá đã luôn. Hôm nay thì mình đang trên đường từ Bình Định về thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Nhưng mà trên đường về thì mình ghé vào Nha Trang để gặp một vị khán giả rất là đặc biệt. Chị cũng là người xem kênh mình rất là lâu rồi và cũng nhiều lần nhắn tin là muốn gặp anh em mình trên cái đường mà mình đi ra Bắc vào Nam á. Tuy nhiên mấy lần trước thì mình đều lỡ hẹn các bạn. Nhưng mà trong lần này thì mình về vào ban ngày và cũng còn khá là nhiều thời gian, nên là quyết định vào Nha Trang vừa ngắm cảnh đẹp, vừa quay cảnh đẹp để các bạn chiêm ngưỡng, mà vừa gặp chị khán giả này nữa. Hy vọng là mình cũng có nói với chị là chị ơi, hỏi địa chỉ xem là ở Nha Trang là có món gì ngon để em có thể quay gửi đến khán giả. Nhưng mà chị còn đòi là trưa nay là ghe vô anh Dũng, chị còn đòi đi mua đồ về nấu cơm. Xong mình mới nói là thôi chị ơi, để tụi em tới đi, xong rồi có gì mấy chị em mình tính, hoặc có thể là ra quán ăn cho dễ. Nhưng mà lần đầu tiên tới với cung đường Phạm Văn Đồng dẫn vào thành phố Nha Trang này thì bạn Thái và bạn Diễm cảm nhận như thế nào? Một cung đường là rất là đẹp, một bên là núi và một bên là biển. Và đâu đó ở bên biển là có những cái quán nho nhỏ dùng để hẹn hò hoặc là những bạn học sinh, sinh viên ghé đến là uống dừa mà ngắm hoàng hôn khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều ở đây rất là đẹp, một bức tranh rất là tuyệt vời luôn. Và hoàng hôn giữa mặt trời lặn xuống là ngay cái núi ở ngoài này luôn anh Dũng. Rất là đẹp, tuyệt vời. Mình đi cái giờ này nó hơi lỡ cỡ các bạn, chỉ nếu buổi chiều mà ngồi đây Diễm nghĩ sẽ rất là thích luôn á. Cái cung đường mà anh em mình đi ngày hôm nay ấy, là một trong những nơi không thể bỏ lỡ với tất cả du khách khi tới Nha Trang luôn. Và nếu mà bạn Diễm và bạn Thái nhìn vào bản đồ ấy, thì ngay phía sau lưng bạn Diễm và Thái ấy, là có một cái khu nghỉ dưỡng 6 sao rất là nổi tiếng luôn. Six Sen. Rồi, của Ninh Vân Bay á. Nghệ sĩ rất là hay đi luôn, nhưng mà tiếc quá là Diễm chưa có tiền để đi thử các bạn ơi. Nên là hy vọng rằng năm sau có tiền sẽ ra review giới thiệu cho các bạn nha. Bây giờ
anh em mình phải tiếp tục công việc làm thật là siêng năng, chăm chỉ, kiếm thật là nhiều tiền thì mình mới có thể vào cái khu mà 6 sao được. Bình thường là 5 sao đã hơi quá sức rồi đúng bây không? Bây giờ mới ghé được mới tới 4 rồi bạn ơi. Vậy thôi, tranh thủ đi kiếm tiền thôi. Bây giờ anh em mình làm hết trái dừa đi và mình sẽ lên nha. Đường vào thành phố Nha Trang các bạn. Thì cái giờ này cũng là giờ mà các cái quán ở đây họ chuẩn bị họ dọn dẹp này. Để họ phục vụ vào buổi chiều cho mọi người lên đường Phạm Văn Đồng này ngắm cảnh. Tại vì bên dưới là vịnh Nha Trang các bạn, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em mình đang ngồi tạm ở đây thôi. Quay xong nắng lên luôn rồi này. Nãy mình vào đây thì trời mát mà bây giờ nắng rồi. Đi thôi, mời các bạn cùng đi gặp một vị khán giả rất là đặc biệt nha. Chị rất là dễ thương luôn á. Còn anh Dũng ơi, đường này đạp xe đạp là quá tuyệt vời. Ồ, thế là bạn Thái có xem cuộc đua xe đạp cúp truyền hình HTV không? Thì gần như năm nào trong ba mươi mấy năm vừa qua thì đua xe đạp đều có đi vào con đường này. Đấy, nói là có đấy. Vào cái dịp tháng 4 hàng năm là đua xe đạp xuyên Việt của HTV. Mỗi năm có một lần à? Đúng rồi. Và cái cuộc đua đó thì gần như năm nào cũng ghé vào Nha Trang và gần như năm nào cũng phải đi trên con đường Phạm Văn Đồng này. Quá đẹp. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Thôi mình đi nha. Đấy, còn phía bên dưới này là vịnh Nha Trang nha các bạn. Đây. Đẹp lắm các bạn, nước trong xanh luôn. Đó. Ở đây mà các bạn đứng mà nhìn bằng mắt thường á thì cảnh nó sẽ hùng vĩ và tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà nhìn qua máy quay thì sẽ khó mà quay được hết cái cảnh đẹp của cung đường này các bạn. Hiện tại thì mình đang đi trên một con đường ven biển của Nha Trang luôn các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là người con gái chạy xe phía trước là ai không? Chính là chị Vân, là khán giả trên kênh Phạm Dũng. Chị đang dẫn đường để đưa tụi mình tới một quán hải sản nghe nói là rất là nổi tiếng và rất là lớn ở Nha Trang luôn. Để có thể là giới thiệu hải sản đến với các bạn. Chị rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn. Tụi mình di chuyển từ Quy Nhơn về thì chị nói tụi mình là chạy ra bến xe phía Bắc. Xong rồi chị chạy xe ra đó, xong chị đón tụi mình, xong bây giờ chị dẫn tụi mình đi nè. Quá là dễ thương luôn. Con đường này là con đường Phạm Văn Đồng nha các bạn, thành phố Nha Trang. Phải nói là biển ở Nha Trang rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên mà Diễm đi vào bên trong của thành phố Nha Trang. Mỗi lần thì khi mà đi thì mình chỉ đi ngang thôi, đi đường quốc lộ. Và cái con đường này là con đường mà mỗi năm thì Diễm được xem trên HTV7 khi mà cuộc đua xe đạp. Đó là mình đã nói trầm trồ rất là nhiều và mình nói là có dịp sẽ nhất định sẽ đi ra đây. Và năm nay thì rất là may mắn là mình đã được đặt chân vào thành phố Nha Trang rồi. Thành phố Nha Trang này các bạn ơi, phải nói là ngoài biển đẹp thì Diễm thấy là đường xá là sạch sẽ này, rất là nhiều chung cư mà cao cấp này, rồi những cái khách sạn sang trọng. Diễm cũng chưa biết là có thể là mình chỉ có một cái bữa ăn gặp gỡ ở Nha Trang thôi chứ mình cũng không có thời gian để ở lại đây nhiều. Nhưng mà phải nói là trải nghiệm khi mà đi lần đầu tiên vào trong thành phố thì cảm giác rất là dễ chịu. Rồi, chạy chậm, anh Dũng chạy chậm chậm cho mình quay thành phố Nha Trang rồi, chị Vân chạy mất tiêu luôn rồi. Đây các bạn coi ven biển nè. Mình đang đi ngang qua một cây cầu bắc ngang qua sông này, là sông gì ha? Sông này chỉ biết là nó đang chảy ra biển. Ồ, có nhiều cái đảo nhỏ trên cái cửa sông luôn các bạn ạ. Tàu thuyền đi ra vào trong này chắc cũng hơi nguy hiểm đấy. Bây giờ đang là thủy triều rút này. Nhưng mà thành phố Nha Trang là mình không biết anh Dũng thì đi chưa, nhưng mà Diễm là lần đầu tiên được đặt chân vào bên trong thành phố Nha Trang luôn. Mình đã được tới thành phố Nha Trang cách đây khoảng 5 năm rồi bạn Diễm ạ. Lúc đó thì hình như là mình chưa có làm kênh YouTube các bạn. Phía trước các bạn thấy tòa nhà to này chính là Mường Thanh. Mường Thanh ở Nha Trang. Đẹp quá. Mình vừa xem ở trên
Google Map ấy, thì nhà hàng Tuấn Mập thấy cũng nhiều loại hải sản lắm anh Dũng ạ. Út Mập. Út Mập, à đúng rồi, Út Mập. Bây giờ thì anh em mình đang có mặt tại một trong những vị trí rất là đẹp ở thành phố Nha Trang. Đó là ngay cửa của sông Cái Nha Trang nha các bạn. Thì phía trước ngay ngoài cửa biển là cầu Trần Phú, một trong những cây cầu rất là nổi tiếng ở khu vực bờ biển Nha Trang luôn. Và cái vị trí này cũng là vị trí của bờ kè Hà Ra luôn. Lần đầu tiên mình biết tới cái tên bờ kè Hà Ra nên là phát âm nó cũng hơi khó một chút các bạn ạ. Tuy nhiên thì đối với người dân Nha Trang thì mình nghĩ là đây là một trong những con sông rất là đặc biệt đối với người dân Nha Trang. Bờ kè này thì mình cũng tới quán rồi, mình đố anh Dũng nha, tại sao mà người mình đang ướt thế này? À, theo mình biết thì bạn Diễm nãy giờ vào bên trong phát hiện ra một con tôm mũ ni mà siêu to khổng lồ luôn. Hai con luôn anh ơi. Hai con luôn à? Nó rất là nặng. Mình đi tới mình thấy quán rồi mình đi vô hồ để mình nghiên cứu coi có cái gì lạ lạ không để quay video giới thiệu cho các bạn. Thì mình phát hiện là rất nhiều tôm mũ ni, mà đặc biệt là có những con tôm mũ ni siêu to khổng lồ luôn. À, hình như quán này giống như là chuyên về tôm mũ ni ấy thấy ha? Không, đây là vô mùa anh. Đang mùa tôm mũ ni à? Mà đây là tôm mũ ni đỏ này cả nhà. Tại vì mũ ni là chia làm 3 loại. Đúng rồi. Là loại đen. Đen, loại trắng hay được gọi là vàng, xíu nữa là loại đỏ. Và đắt tiền nhất đó là mũ ni đỏ, sau đó là đến mũ ni đen, và kế tiếp là mũ ni trắng. À, nãy là có chị Vân á, thì chị tới đây rồi, nhưng mà sau đó thì chị hỏi là mình khi nào về, mình bảo là chiều nay về, thì chị nói là chị đi mua nem đặc sản Nha Trang để làm quà tặng. À, thế là chị lại đi mua quà rồi. Nhiệt tình dễ sợ luôn á. Chị đi. Đó nào mình bảo là, ủa chị Vân đâu? À, nên là bây giờ thì chị nói là mình đi vô hồ đi rồi mình gọi món thì xíu nữa chị tới rồi mình chờ chị tới dùng bữa với mình luôn. Mình tin chắc cái quán hải sản ngày hôm nay sẽ là một trong những cái quán rất là đặc biệt ở Nha Trang cũng như là trên kênh Phạm Dũng luôn các bạn ạ. Quán có tên là hải sản Út Mập. Chị nói thật nha, nhìn bề ngoài là thấy rất bình thường nha. Đúng mà rồi. Bên trong hồ là hải khủng không ạ. Bây giờ mình đi qua đường nha. Đây là đường bờ kè Hà Ra. Thì phải nói là thành phố Nha Trang là một trong những thành phố biển rất là đẹp, hiện đại và sầm uất của Việt Nam mình luôn các bạn ạ. Hiếm có một thành phố biển nào mà nhiều các cái tòa nhà cao tầng như là thành phố Nha Trang. Đây, hải sản Út Mập. Hải sản thiên nhiên nha các bạn. Tức là mọi thứ đều đánh bắt từ biển cả chứ không có nuôi. Quán thì có một cái không gian rất là rộng, đẹp. Nên là chị Vân mới giới thiệu anh em mình tới đây để cùng với các bạn thưởng thức của hải sản Nha Trang. Bên này là đang chuẩn bị rau ăn lẩu chắc luôn. Dạ. Chào anh nha. Đó, gói ghém cẩn thận đấy. Này là rau ăn gỏi này. Rồi còn cái rau ăn lẩu là khác đúng không? Dạ, đây ăn lẩu. À, đây bên cạnh là lẩu, còn bên cái dĩa anh đang gói là gỏi quấn. Dạ, đây ăn sống. À. Đây, còn bên trong này là hải sản. À, đây là giới thiệu với các bạn là cô là... Xin chào cô. Cô hỏi giá, hỏi thăm cô là ở đây cô ha. Nhưng mà cái con nhum này anh Dũng này, nhum này vừa vào luôn hả cô? Nhum, nhum này là nhum mà loại to đúng không cô? Nó như là cái chén ăn cơm mình á. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu một con ạ? Nếu mà con to này nè cô. Con này là bao nhiêu tiền cô? À, nhưng mà cảm giác nó như cái dừa khô. Đúng rồi, hơi giống cái dừa khô. Nhưng mà cái tua tua này là gai đó. Nó còn sống là gai, nó còn hơi ngửa. Con này mình đoán chắc khoảng 50 ngàn. Con này nặng lắm. Nặng nha, nặng nha. Nó to nhưng mà chưa chắc con, nhiều trứng nha. 3 con vô 1 kg á. Thấy ha, dạ. Cái con này nó to nhưng chưa chắc có nhiều trứng nên là mình phải xem đã. Nói chung là hiện tại cũng là mùa nhum luôn, nên em nghĩ là chắc. Chắc tại mình cầm lên cảm thấy là rất là chắc tay luôn á. 70 ngàn một con. 70 ngàn đó, mình đoán 50 là còn hơi thấp. 70 ngàn con hả? Để cho con, 4 con. Hôm nay có 4 người là 4 con nha. 4 con to nhum nướng không? Này thì mình có bỏ trứng không cô? Em thích ăn trứng hay là ăn nướng với hành? Ăn mỡ hành không nghe ha? Mỡ hành như cô. Đây 4 con. 4 cái bánh cam đen nha. Này, nhìn hơi giống cái bánh cam, bánh vòng á ha. Có cái gai nó cũng còn lung lay nè. Không, bánh cam không đúng, mà đúng kiểu là trái dừa khô luôn á. Dừa khô là những cái mà mình chưa có mài. Cái mặt này là giống dừa khô, còn mặt này là có cái vòng tròn giống cái bánh. Hai con. Bốn con là đầy cái rổ luôn. Tìm coi con nào to nữa nha. Con này nè chị. Tươi đói không cô nhỉ? Con này nó nặng đó tươi. Con này cô nói con này ngon này. Cô nói con này thì con bắt con này. Gai nó còn nhiều lắm. Lấy con gai còn nhiều hả cô? Gai nó đứng lên anh Dũng. Đây, đây đứng đứng nè. Đúng rồi. Đó. Cái con này nằm ngồi sao? Thì lựa lại. Ở quê của bạn Thái ở Bình Thuận nó là có đi lặn bắt con này được luôn đấy. Dạ. Ở quê một trong những là đệ nhất nhum. Đệ nhất nhum. Nhiều nhất trong bờ biển Việt Nam. Rồi đây này. Quá trời lông như nhím luôn.
Vậy gai mình lấy bốn con này đi. Chị gai nha chị, chứ không có lông nha chị, gai nha. Gọi là gai. Bây giờ mình đi tới nhân vật chính đi. Đây đây. Thái ơi, vô đây Thái ơi. Em, mình với Thái là cầm lên thử để xem nó nặng hay không á, thì nó búng một phát là ướt hết. Chưa bao giờ chưa bao giờ mình đi bất kỳ một nhà hàng nào mà có nhiều tô mũ ni khổng lồ như này. Coi đợt này là mũ ni đỏ đang vào mùa không? Mũ ni đỏ đi. Bao nhiêu một ký ạ? Cái này 2.850 em. 2.850. 2.850. Còn như con to này thì sao cô? Con to nó đây 1.500 ký. Riêng con to là 3.500 một ký. Đây này, bạn Thái và Diễm cầm hai con to lên. Con này thì bây giờ con cầm sao ạ? Hình như là lần sau là anh chủ bán đúng không anh? Dạ, Thái đúng không? Chào bác, chào anh. À vậy hả cô? Là con này là 3.500 một ký à? Dạ, đây con mượn nha. Cầm chắc đúng không anh? 1, 2, 3. Vô. Mày nói là rất là to luôn á. Cái con này có bằng cái con mà mình ăn ở Phú Yên cùng với anh Đông không? Nhưng mà giá mùa này là gọi là tôm to nên cảm giác là người ta bán giá nó sẽ cao hơn cái con muỗng đi nhỏ các bạn ạ. Chắc là siêu hiếm cho nên là cái giá nó sẽ là dội lên. Nhưng mà cả nhà ơi, nếu mà siêu hiếm thì mình nên ăn cả nhà. Tại vì đâu có dễ là ngày nào cũng có đâu. Thế hôm nay mình ăn một cặp hay là một con? Mình nghĩ là mình ăn một con. Ui ui. Đấy, nó rất là khỏe luôn. Thế nha. Thì mình bắt con đó luôn. Cho con này đi con. Con nào mà nó rụt rẻ thì cho nó ở lại. Còn con nào mà mạnh mẽ thì mình phải xử lý. Mình xử lý nó luôn. Anh lấy nha. Cũng cứ đưa cho bạn Diễm cầm đi. Anh Dũng, ở trên này nó tím tím nó rất là đẹp. Này. Ủa, cái màu đẹp ha. Nó tím nó rất là đẹp. Ôi, giống như cái hoa đậu biếc. Giống như là hoa đậu biếc. Màu tím. Vậy là con này không phải là tôm mũ ni đỏ đúng không Thái? Đây là mũ ni đỏ anh, nhưng mà dạng như là nó nằm ở rạng và ở rạng là nó có rồng cho nên nó sẽ là bám vào. Cho nên là nó sẽ hơi có màu như thế này. Màu đẹp. Dạ. Cho nên là nó là mũ ni đỏ và mũ ni sừng luôn. Một trong những đệ nhất mũ ni. Đệ nhất mũ ni. Dạ. Nên là mới có giá cao hơn cả tôm hùm bông luôn. Dạ vâng. Cao hơn cả chân ráp luôn. Vậy nha. Thì là nó không có cái màu đỏ đó là do nó già quá. Dạ. Nên là cái hoa văn của nó cũng bị mai một theo thời gian rồi. Dạ. Đấy, con đó mình không lấy thì mình thả xuống. Mình lấy con to hơn. Để mình lại gần hơn một chút nữa này. Anh Dũng coi cái móng đó này. Wow. Ồ. Nhìn giống như con bò biển ha. Đây này. Nó khỏe lắm, hồi nãy giờ nó búng vô mặt mấy lần rồi. Con này chắc mình đoán phải 2 kg quá. 2 kg. Ký 2 kg rồi. Em định nói là nếu em định nói là nếu như đoán chúng là có khuyến mãi hay không. Nó khỏe lắm. Nhưng con này em ăn là chính xác rồi, nãy giờ nó bật mấy lần rồi nha. Anh ơi, nhưng mà với cái dòng này thì nó có hàng thường xuyên không anh hả? Không, lâu lắm em, lâu mới có một lần. Wow. Thế là hôm nay em có may mắn khi mà gặp con này không anh? Cũng hên đúng không anh? Số đỏ anh ơi, số đỏ. Số đỏ, số đỏ. Em đã hiểu vì sao là quán có tên Út Mặt vô cả nhà. Đó chính là thân mà quán là hơi tròn tròn, rất là dễ thương. Quán mình là bán bao nhiêu năm rồi anh? Dạ em bán tới đây cũng được qua bên chuyên qua bên hải sản là cũng được 4 năm rồi. 4 năm? Dạ. Nhưng mà quán mình là có phải là một trong những quán mà bán gọi là hải sản mà xịn sò nhất của Nha Trang chưa anh? Dạ cũng, em cũng chưa biết là mình xịn sò nha, nhưng mà ghe bên em là hàng 100% hàng thiên nhiên á nên về rất là thiên nhiên. Dạ. Tại vì là em thấy là thường thường á, các cái nhà hàng mà trữ nhiều tôm hùm và các loại tôm mũ ni mà đắt tiền như này á thì rất là ít. Dạ. Đếm trên đầu ngón tay các bạn. Dạ. Bông này nay bao nhiêu một ký anh hả? Con bông này bữa đây là 1.850 em. 1.850 ạ. Bán rẻ nha cả nhà. Thế là gần như là bằng có nửa giá con tôm mũ ni à. Hai con chứ có. Nhưng mà con tôm Diễm đang cầm cảm giác là nó vừa mới lột hay sao mà cảm giác nó mềm mại lắm. Đẹp quá ha. Nếu mà mình không ăn con to rồi bắt nguyên cặp này luôn. Không mà, em thích to nha. Như hai cái tàu ngon cũng này. Đây này. Đẹp quá ha. Đó quá. Phải nói là có duyên rất là nhiều mới gặp được. Con này to hơn nè. Mà ngư dân này, mình bắt cũng hay nhờ, bắt được nguyên một cặp luôn. Dạ em mấy bữa trước cũng được 6-7 con đó, nhưng mà khách dùng hết rồi. À. Bữa đây về được 2 con. Tức là đây em đoán là một cặp luôn đó, nó giống y đúc như nhau luôn nè. Tức là đang đi chơi cùng nhau là bị ngư dân lặng bắt luôn. Không, một em bị bắt xong bảo là thôi để đi theo luôn. Đi theo luôn. Thế là anh Út Mập và bạn Thái là có quen biết nhau trên mạng xã hội rồi. Quá có duyên luôn. Hiệp hội Hải sản Nha Trang. Hiệp hội Hải sản Nha Trang à? Dạ.
Ở trong cái bể này thì đây là tôm hùm xanh này là cũng là tự nhiên luôn hả anh? Hàng xanh bên em cũng hàng tự nhiên luôn anh. Tại vì ghe nó vô nó không có xe kệ giống như là những chỗ khác là bán có cái con nhỏ con lớn. Đó. Đấy còn là... những chỗ kia là nó bán đều nhau. Nhưng mà mình có cách nào để phân biệt được giữa nuôi và tự nhiên không? Có chứ, cái màu nuôi á, cái màu mà cái con nuôi là nó sẫm hơn. Nó sẫm mà nó sáng cái bụng hơn. Đó. Còn ví dụ như là cái hàng thiên nhiên nè. Là bạn coi là cái màu nó đen hơn. Nó đen và dưới bụng nó rất là đẹp. Dưới bụng nó rất là đẹp. Nhớ như bạn nào sành tôm hùm là giống như là hàng này, hàng xuất gì á. Cái kiểu như là hàng xuất là phải coi cái bụng. Hàng xuất khẩu anh. Hàng xuất khẩu phải coi cái bụng. Coi bụng sao thì coi được anh. Coi bụng nó cái màu nó sẽ sáng hơn em. Dạ. Nói chung là chị nhìn vào chị thấy thịt á. Dạ. Nhìn thấy là... cái thịt bên trong lớp vỏ. Dạ. Là như là em ăn thiên nhiên. Cái hàng tự nhiên á, lúc nào thịt nó cũng ngọt hơn mà nó thơm hơn. Ui. Bao nhiêu một ký anh? Tôm hôm nay hiện tại là 920 một ký em. 920. Cho em 4 con hả? Ở đây tôm hùm thì mình sẽ làm món gì anh ha? Tôm hùm bên anh sẽ có trái tỏi nè, rút lò phong mai nè, nướng mọi nè, hấp rẻ nè. Nói chung làm được nhiều món. Nếu thích em làm thì anh sẽ làm xì xì mơ cho em cũng được. Cho em 2 con hấp xả, 2 con rút lò phong mai. Em yêu con nước mọi không? Một con cháy tỏi. Một con rút lò phô mai, một con giấy tỏi, 2 con hấp xả à? Ok. Đây. Đây em thích con nào em lựa, em lựa cho chị bỏ vô trong con này nó búng nước dữ quá. Văng hết vào máy quay rồi. Đẹp ha. Em đi review hải sản em chỉ thích những cái nơi mà bán hàng nó nhiều như này. Dạ. Đó là đúng là gu kênh Phạm Dũng luôn các bạn ạ. Ôi, 3 con rồi, còn 1 con nữa. Mình đang lựa những con size to các bạn ơi. 4 con. 4 con là làm 3 món đấy. 1 con cháy tỏi, 2 con hấp với lại 1 con nướng mọi chị. Dạ. Đây, nãy giờ chị Vân xuất hiện mà nãy giờ quên mất. Em chào chị Vân nha. Nãy giờ chị Vân đi đâu? Chị đi mua bánh kia, cái gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn nè, tại chị biết là tụi em không có được ở lâu nên chị mua đặc sản Nha Trang là có gỏi cuốn nè. Rồi bánh canh lòng trứng cá nè. Rồi lại đặc biệt là một bánh mì Nha Trang. Không phải là không ai phải có. Mời mấy đứa tới nhưng mà thật sự là mình rất là quý tình cảm chị nói là ở đây thì rất là nhiều là hải sản tươi sống đúng luôn của kênh Phạm Dũng cho nên tới là, Nha Trang mà gặp rồi. Đúng người dân Nha Trang giới thiệu nó thì không chật thì đâu được các bạn. À chị Vân hồi nãy giờ chị Vân nhắc rất là nhiều về sầu huyết. Cái sầu huyết Nha Trang là rất là nổi tiếng đúng không sầu chị? Đúng rồi, sầu huyết đó. Sầu hàng thiên nhiên nên nó không có đều sai đâu. Cái này bao nhiêu một ký anh ha? Sầu huyết bên anh hiện tại là 380. Thế thì cho em nguyên rổ này luôn, làm món gì được ạ? Cái này nếu mà em dùng thì mình nướng mọi. Đúng rồi. Nướng mọi lại cốt vừa tới. Nước là em ha. Nướng mọi vừa tới là em dùng. Còn nếu mà em thích ăn chín nữa thì anh cũng sẽ làm chín cho em. Cho em một chín một hơi một. Thì anh làm một nửa chín với một nửa tái cho em nha. Dạ rồi, ok. Một nửa chín một nửa tái. Ở đây hải sản rất là đa dạng cả nhà. Ngay cả là buôn bồ luôn. Là chủng 100% hàng cào chứ không phải là hàng nuôi. Ở đây ngay giống như là cái bến tàu ấy ha. Đúng rồi em. Em thấy có một số cái tàu rồi kể cả thuyền thúng nó cũng đậu ở ngay trước mình nhà hàng mình luôn. Buổi sáng 5 giờ là ghe cho đây. Sáng 5 giờ là ghe bắt đầu lên. Thế thì cái gì ngon nhất là anh đụng ngay vào đây luôn này, cách mấy chục mét. Con này con gì anh? Xà lụa hai còi em. Bán giá sao ạ? Xà lụa hai còi bữa đây là 300.000 ký. 300.000 đây này. Xà lụa. To nha. Xà lụa hai còi em thấy không? Cái màu của bên nước nè. Nó bị đen và nó sẫm hơn rất là nhiều nhưng mà thịt rất là dày và ngọt. Ở đây nãy giờ em Thái không dám lên tiếng. Tại vì về hải sản ở đây hầu như là Thái đã biết hết 100% rồi. Và những gì chị Diễm chọn thì chắc chắn trên bàn có sự hỗ trợ giữa anh Út Mập với Nha Trang, chị Văn và cùng Thái thì chắc chắn bữa tiệc hải sản hôm nay rất là ngon. Và tất cả đều là tự thiên nhiên. Bởi vì nếu như mà nhắc đến lại ngang ngáo hay còi cả nhà, nếu như ngao hai cồi cả nhà mà đi mà không biết lựa sẽ ăn chúng ngao hai cồi nuôi. Có nuôi được. Nuôi bên đây anh có đây. Đây cái con ngao hai cồi nuôi đây. Dạ. Con nuôi về con thiên nhiên đây. À. Hình gái bảo là phân biệt. Dạ. Khác nhau đúng không? Dạ khác nhau. Và hàng thiên nhiên hiện tại là rất là hiếm.
ở Phước Thể một ngày mà đi vào hàng ngao hay còi này là tầm khoảng hơn 20 kg là hết biển luôn. Là mỗi người lặn vào có 2-3 con và được giá rất là cao. Cách đây 5 năm ngao hay còi là nói về ngao hay còi có thể lấy làm thịt. Nhưng mà bây giờ là ngao hay còi nó phải dội lên là tới 30% giá luôn. Cho nên là hải sản bây giờ giá hiện tại rất là cao. Cho em 8 con to nhất hấp xả. Hấp xả cho em. Dạ. Ok. Con cho em lấy một to nhất. Còn nhiều món ạ, Thái còn muốn gọi cái món ốc sò nào ở đây nữa không? Tại vì mình thấy quá nhiều các bạn ạ. Dạ. Nếu mà nhìn vào cái ốc này mình nhớ tới cái món của chị Hiền, lẩu ốc. Dạ đúng rồi. Bỏ hết vào một nồi rồi nấu lẩu luôn. Mình vừa làm một nồi lẩu ốc ở Quy Nhơn các bạn ơi, thì qua đây cũng gặp rất là nhiều lắm. Cái này ốc Hương, cái ốc Hương nuôi này. Hay là mình chọn 3-4 loại mình làm cái nồi kiểu vậy nhưng mà bỏ hết vào mình hấp luôn. À, hết ha. Thái thấy ý kiến nó thế nào? Em thấy ý kiến thì tuyệt vời thôi. Mình hấp để mà lấy nước mình hấp nhầm. Mình lấy nhiều loại đây luôn. Đây là ốc nhảy trắng lai với ốc nhảy đỏ. Có nhiều tôm hùm này, rồi tôm hú ni khổng lồ này. Nhưng mà đặc biệt đó, cái phần ốc, phần nghêu, phần sò thì nhiều lắm nha các bạn. Em lấy 4 con ngao đây anh Dũng, 4 anh em mình. Và sau đó lấy một ít ốc nữa là mình làm một nồi lẩu ốc để nhớ tới chị Hiền. Lẩu ốc phiên bản Nha Trang. Dạ. Ôi sò tỏ to này, lấy thêm 2 con sò tỏ. Sò này quê em gọi là sò dúng. Dúng hả? Nói chung là này nhìn thấy nó rất là nặng và rất là to. Cái này tròn vo luôn này, đều ha. Ốc hương. À để coi Thái nhìn ra được cái này bao nhiêu một ký. Cái này bao nhiêu một ký hả? Cái sò chén ở đây của anh là 300. À sò chén, anh sò chén mình coi sò tổ. Gọi là sò tổ á, đúng rồi. 300 ngàn một ký nha các bạn. Nhưng mà nhìn anh rất là dễ thương các bạn thấy không? Út mập. Dạ. Anh là con út đúng không anh? Dạ đúng rồi. Ốc nhảy này bao nhiêu ký anh? Ốc nhảy hiện tại có đây là 330 em. Nói chung là em thấy ốc của anh dao động tầm khoảng 300-400 ha. Đúng rồi. Đây mình lấy mấy con ốc hương nữa là ok. Đây này, em lấy. À có rồi hả? Lấy cho cái sò lòng xanh này. Có khách nào mà kêu nhiều loại và bỏ chung một nồi hấp như thế này cho anh? Dạ có chứ. Có à? Có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây là mình gọi là hấp. Dạ. Yeah. Khách bên Úc là muốn ví dụ như là khách đi ăn gia đình á, là khách muốn làm một dĩa đậm cẩm đầy đủ gì á để mọi người dùng chung với nhau. Nhưng mà khi mình gặp chị Hiền ở Quy Nhơn thì mình có thêm một cái món mới, đó là món lẩu ốc các bạn. Bữa anh mới coi theo dõi kênh của em ăn cái nhum sống ở ngoài biển á. Em hả? À. Dạ. Thì bây giờ em tới với anh em ăn nhum nước mỡ hành. Tại bây giờ các bạn biết không, Thái mà ăn nhum sống nữa là Thái không biết kiếm chai ở đâu hết. Chai Nha Trang không biết nha. Dạ rồi, con chai. Biển cho anh hả? Biển đại hả? Đây, bây giờ mình sẽ đi bắt con tôm hú ni to nha các bạn. Cái tôm hùm bông Việt Nam này thì mình mới ăn ở Quy Nhơn rồi. Nên là hôm nay mình chuyển qua ăn tôm hùm xanh các bạn ạ. Còn bây giờ mình sẽ bắt con tôm hùm ni khổng lồ của mình lên. Thái, chị Thái gọi em đứng bên đó đi. Chị cho nó qua, bên em cái em đem nó lên nha, không là nó dậy đó. Em gặp mạnh lên là nó không muốn. Gặp mạnh tay lên. Qua đây, qua đây, qua đây. Đây, để Thái cầm lên nha. 1, 2, 3. Hello, xin chào cả nhà, mình là Mũ Ni đây. Chim ngựa. Con này chắc là mình sẽ làm hấp nguyên con đi. Dạ. Mình làm hấp nguyên con để mình biết được cái thịt nó ngon, nó chất lượng như nào. Đây. Đây. Con này đúng không ạ? Đẹp quá. Anh thấy sừng không? Sừng chắc á. Anh là sừng sừng bây giờ. Ủa, nó cứng như đá nhỉ? Em hấp nguyên con đây. Đó, sắp bún rồi. Ủa, đây còn cái bụng. Cái này là còn hấp 2 đấy. Rồi, anh ta nói là cái hàng này là ăn sashimi là rất là ngon. Nhưng mà thật sự là mình rất là muốn hấp nguyên con để cho các bạn xem chất lượng của con tôm hủ ni ở đây như thế nào nha. Giờ mình cân thử là em ấy nặng bao nhiêu ký nha cả nhà. Trời ơi, cái vỏ cũng không chứa được luôn á. Lấy xuống đây. Đây, thằng này là em bỏ ruột như nè. Em nói là 1,904 ký. Thế là cứ mình cứ tính là 2 ký là dễ tính tiền đi. Rồi mình trừ ra sau. 3,8 triệu một ký đúng không anh? 3,5 triệu. Là con này là 1,9 ký nha các bạn. Đẹp quá. Không sao. Từ từ. Cứ muốn vào nồi thôi. Con này nó khỏe lắm các bạn ơi. Cái này.
Ủa, mình đưa cho em, anh cứ bảo em đã bị rách rồi. Rách tay hả? Ý là bị cấn cho em mới thấy được bị rồi, tại vì nó khỏe quá chứ khỏe luôn. Đúng rồi, con này nó khỏe lắm. Anh ơi, nó khỏe như anh vậy đó. Thấy là đi tới đâu cũng thả tính hết chứ bạn ơi. Cái này làm được nhiều món lắm mà. Mà anh Dũng ơi, ở quán á, anh Út á là có cả đủ 3 loại tôm hùm. Tại vì bây giờ lúc qua đây là tôm hùm đỏ nè, tôm hùm đỏ thiên nhiên nè. Đầy đủ mặt hàng luôn. Nói chung là nếu mà đến với Nha Trang thì đây là lần đầu tiên mình đến đi review, nên là hôm nay là sẽ được thưởng thức thử cái món này. Nếu mà các bạn tới đây mà chưa biết ở đâu thì cũng có thể gợi ý thử. Cái quán này các bạn cũng có một cái vị trí rất là gần khu trung tâm bờ biển của Nha Trang luôn. Từ đây đi lại đó nó chắc là 1 cây số à. Nên là các bạn rất là dễ nếu như thèm và tò mò muốn ăn thử. Dạ. Bây giờ mình ăn cái món mà chị Vân mua trước và đợi tất cả món hải sản lên rồi mình thưởng thức sau nhé bạn. Coi như cái món này là món khai vị. Dạ. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Cái nước chấm này cũng rất là lạ này. Mời các bạn nha. Nó đậm, nó sệt sệt nhìn đã vậy. Đó, mời các bạn nha. Ở trong là có chả ram và nem. Nem. Hay vì ngày hôm qua mình ăn chả không á. Hôm nay là cuốn bánh tráng. Cái nước chấm này nhìn nó cũng lạ ha. Ngon lắm, nó sệt sệt y như là mình ăn cái nước chấm của bánh xèo Bình Định á. Đây nè, đúng rồi. Nhưng mà ngon lắm nha. Ngon cộng đói là tuyệt vời. Nhưng mà mọi người ráng kiềm chế nha, tại vì mình còn rất là nhiều món hải sản luôn. Đã quá. Đang đói mà ăn cuốn này vô là êm à. Chờ đợi hải sản ra là ok luôn. Nhưng mà duyên ghê, mình thích mà. Tại vì cái tôm mũ ni to không phải lúc nào cũng có hàng hết. Mà ngày hôm nay đi ra đây là được gặp. Mà không hề có gọi trước để hỏi gì hết nha các bạn. Mà quán này là quán của chị Văn giới thiệu qua chứ Thái cũng không biết là quán của anh Út Mập mà Thái biết luôn. Tình cờ khi mà anh Út bước ra thì Thái mới biết. Các bạn Facebook 3 năm. Đây, chị Ma thử một miếng bún cá nha. Bánh canh hả chị? Bánh canh cá dầm à? Gọi là bánh canh cá dầm. Có lòng cá, trứng cá và bao tử cá luôn. Ủa trứng cá nè. Mình nhìn cái sợi bánh canh nó nhỏ nhỏ, mình cứ nghĩ là sợi bún cơ. Nhưng mà đây cũng là cái món đặc sản của Nha Trang đấy. Cá dầm là chắc nguyên con cá là dầm mà về của anh Dũng nè. Đó, miếng thịt cá nè. Chắc lượng. Thái ăn thử đi Thái. Dạ. Có chả cá nữa nè. Rất là nhiều luôn á. Đây có cả da heo nữa. Chị Vân dễ thương quá ha. Thơm quá. Tiếp đón mình rất là nhiệt tình, còn tranh thủ chạy đi mua đặc sản Nha Trang cho mình ăn nữa. Chị hỏi là mình đã tới đây chơi chưa? Chơi mấy ngày nói về luôn là chị bất ngờ luôn, mà chị bảo là nếu mà vậy mà không ăn là lãng phí lắm. Nên là đây nè, đây là đặc sản của Nha Trang. Hình như là thì em nghĩ là bánh canh này chắc bánh canh gạo đó nha. Này, chị sợ. Lạ lạ, gần giống giống như cái sợi hủ tiếu của mình ấy. Vừa ăn à. Nước chấm. Ngồi trên này mát quá ha. Gió lồng lộng. Trứng cá này anh này. Ngon ấy. Bánh canh này ngon. Nước chấm ngon. Này giống như là mình đi ăn buffet ấy Thái ha. Trước khi mình ăn món chính thì có rất là nhiều các cái món khai vị. Ở đây là có tới 3 món. Còn một món nữa mà không biết là bạn Diễm và bạn Thái có để ý thấy không. Cái nem chua mà hình như có nướng lên nữa cơ. Cá này là cá ngừ hả chị? Con cá ngừ nó có gì là trong tô bánh canh chị em mình là có đủ. Dạ. Thịt, bao tử, trứng, này, thịt lòng. Này, trứng, này, lòng là có đủ bánh hết. Bánh canh ngon lắm. Ôi, đã quá. Mình cũng gọi là đang kiềm chế các bạn ạ. Đợi bạn Diễm và bạn Thái review xong là mình sẽ đánh chén hết phần còn lại. Trời ơi, cái trứng cá ngừ này. 20 một tô này 20k. Ủa? 20.000 một tô. 6.000, 4.000, 20.000. Nhưng mà bữa sau nhất định em ra đây em sẽ ghé review quán này. Ngon quá. Dạ. Dạ. Tức là quán mà người địa phương tin tưởng ăn ấy là mới là ok. Chị nói vậy các bạn ạ. Bất ngờ nhất là về giá các bạn, 20k. Chị mang
miếng nem này thử, nem nướng nè. Bữa lá chấm nước, chấm nước mắm thấy không? Chấm đại nha, chua. Cho nó thử xem hương vị thế nào. Mời các bạn nha. Nem ở đây là chua, không có bị không có bị pha ngọt á. Có trái ớt ở giữa không mà chứ? Không biết cay. Này, tại vì thường thường cái nem này người ta hay để một trái ớt ở giữa. Vậy á? Nhưng mà bạn Diễm ăn thử rồi, không có. Biết đâu của em có sao nhỉ? Không có. Nhưng bánh căng ngon quá không? Nem độ chua hơi cao. Đúng rồi, chị nói không thấy ngọt. Thứ hai nữa không biết là lá này là lá gì mà ăn rất là thơm. Có phải lá ổi không thấy? Không biết không? Lá chùm ruột á. Không phải đâu. Được không? Hay để bữa sau chị đi ra chị quay, chị tới chị quay chị hỏi cho. Chị gì biết? Ăn được đúng không? Quá tuyệt vời ha. Bây giờ mình sẽ chờ tất cả món chính lên. Dạ. Còn là mình sẽ tập trung nhiệm vụ của mình đó là thưởng thức những cái phần mà bạn Diễm để lại cho mình. Cảm ơn bạn Diễm nha. Đây là những món ăn mà ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức ở thành phố biển Nha Trang nhé bạn. À, trong đó món đặc biệt nhất là món này. Đó là mình không thể chờ đợi thêm nữa các bạn ạ. Bây giờ phải xử lý nó luôn. Chị nhưng mà mình nghe anh Út Mập nói á, cái con này nó phải sống rất là lâu rồi thì nó mới có một cái lớp rêu mà nó phủ luôn cả lớp màu đỏ của con tôm uni này luôn. Nghĩa là nó đã núp ở trong rễ nhiều này. Rồi màu bình thường của nó là màu đỏ này nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ là khắp lên là nó ra màu xanh rêu luôn nha các bạn. Nhưng mà chị Vân ở đây là có bình thường là có hay thấy con to vậy không chị? Chưa bao giờ thấy con to cỡ này luôn á. Ồ, phải là hàng. Tức là hiếm. Chị Vân là người Nha Trang nhưng mà vẫn chưa thấy con to như này luôn. Đây này. Vậy thì phải tới quán Út Mập mới thấy được. Đây này. Nặng lắm nha. À. Chắc lịch. Chưa, để Diễm kéo cái đuôi nó ra để cho các bạn thấy chiều dài của nó. Dài chắc tầm khoảng hơn 30 xăng. Nhưng mà bạn Diễm thử nhớ lại xem là có to hơn con lần trước mình ăn ở Gành Đá Đĩa không? Không, xem đấy anh Dũng. Xem à. Đúng rồi, xem với nhau đấy. Nhưng mà con này cảm giác là rêu nhiều hơn con kia nha. Đây. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Để bạn Thái cầm xem. Đây, Thái thử coi. Đã thế. Mình phải xoay tất cả các góc cạnh để các bạn nhìn này, rõ con tôm uni này trước khi mà trước khi mà mình bóc nó ra. Đây là hai cái tai đi nhờ, hai cái tai, hai cái râu và đặc biệt là ở chính giữa nó có một cái sừng á anh, cái sừng càng cao là độ tuổi nó càng lâu. À. Dạ. Đây, ở bề sau nữa nè anh. Cái này giống như là cái, dạ, cái sừng cổ. Giống như con khủng long á anh, nhờ khủng long bạo chúa luôn á. Cứng ấy. Anh thấy chị thấy đây, cho mọi người xem ở sau ừ. Cái này. Các bạn có thấy mặt mình không? Nó che luôn cả bạn Diễm rồi. Hù. Đây nhưng mà phải nói chung là mình đi vô khi mà mình chị Vân nói là tới quán này nha thì mình bước vô là mình thấy một dàn mũ ni đỏ là mình đã thích rồi. Nhưng mà sau đó lại mới thấy cái em to này là phải nói là thưởng thức ngay. Đây này anh Dũng coi này. Mà đặc biệt là không những một con mà là một cặp nha cả nhà. Đúng rồi. Đi ra Quy Nhơn là gặp một cặp là mẹ và con cá ông. Về Nha Trang lại gặp một cặp mũ ni đỏ. Nghe mùi rêu luôn á. Đúng rồi. Rêu bám rất là bây kỹ. Giờ mình xử lý đi. Rồi, tại tay vì đi hôm nay là chị Vân còn có hai bé nữa. Nhưng mà khi mà mình quay YouTube thì mình hạn chế quay trẻ con á. Hai em bé là cũng đang ăn mì hải sản bên kia các bạn ơi. Bé là mấy tuổi chị? Được 4 tuổi. Gạo là 4 tuổi. Con nhưng mà trai là được 3 tuổi. 3 tuổi. Tức là cách nhau 1 năm. Đúng nhưng rồi. Mà mình có nghe chị Vân nói là bé Gạo cũng là rất là hay xem bạn Diễm đấy. Bảo là sao cô ăn nhiều thế? Sao cô gái ăn con to thế? Rồi bảo là sao ăn con to thế? Nói chung là mình rất là ngầu luôn nha các bạn, nhưng mà do chính sách YouTube ấy. Thế. Rồi bây giờ mình cắt nó ra đây, đi. Thái phụ chị nha, Thái phụ cầm cái đó nha. Đó, cắt băng Khánh Thành nè. có thôi là đỡ quá trời rồi các bạn ơi. Bữa tiệc ngày hôm nay điểm nhấn lớn nhất đó là con tôm uni này. Em nghĩ là chắc ở khu vực này bây giờ chỉ có hai con này đúng không anh? Mình ăn một con rồi. Wow, gãy kéo luôn. Dạ được ạ. Dạ được anh. Cái vỏ nó lúc mà đang còn sống mình cảm giác nó như là thành sứ vậy. Cứng lắm. Đây, lật này. Em định là sẽ tách vỏ nó. Chắc lấy cái dao chặt làm đôi luôn. Nhưng mà cái này nhìn dễ thương quá ha.
Ui, như là cái của con hà mã vậy. Em thấy giống như là cái lưng của con khủng long á. À không, giống kiểu tê giác á. Tê giác đúng rồi. Tê giác. Bây giờ chắc là mình lật đầu ha. Lật đầu đi chị. Cố lên nha chị Diễm nha. Hãy cố lên nha. Chứ là chị cũng gầu với con này lắm rồi đó. Nếu mà bình thường á, mình nghe Út nói là ở đây là người ta ăn một con khoảng trên 2 kg là làm được 4 món á. Nhưng mà mình cứ hấp hết nguyên con các bạn. Rồi cố lên. Thấy chưa? Cố lên. Sắp thành công rồi cả nhà. Có vẻ ok, có vẻ ok. Ồ, chắc nha cả nhà. Không có bị ốp. Chắc lắm. Thì cai đừng thể nha. Trời ơi, con này còn dễ cắt hơn nhiều so với con đầu cái con Alaska to đúng không ạ? Nhìn vậy thôi nhưng mà nó mỏng mỏ lắm. Nhắc tới Alaska là Thái cứ nhớ cái cây cưa. Còn dễ hơn là ăn tôm hùm Alaska đúng không ạ? Ủa nè anh Dũng này. Anh Dũng cho cặn luôn nè. Ủa cái này là cái thịt nữa. Cái gạch nè. Cái phần này phần gạch nè. Đây. Thơm à. Thơm hơi giống cái mùi gạch Alaska luôn ấy. Đấy. Wow. Chị cái tính ra là Diễm mát tay cũng cắt cũng ok các bạn ạ. Có thịt luôn. Trời ơi. Nóng nha. Nóng lắm. Bây giờ làm sao mà mình lấy ra nguyên miếng thịt được này. Đây anh Dũng coi nè. Wow. Gạch chảy kìa. Có chân chảy xuống gì. Cái mùi của nó y hệt như là tôm hùm luôn. Anh Dũng nhìn cái phần này biết nhớ tới con gì không? Con tôm hùm đỏ. Tôm hùm đỏ đúng không? Trời ơi. Chỗ này bạn Diễm nghĩ là có tới 6-7 lạng không? Chắc cũng tầm đó đấy. Cái này. Hàng thịt đã không? Trời ơi. Thích thật luôn á. Bây giờ mình sẽ tách làm đôi cho các bạn xem luôn nha. Nhưng mà con này phải nói là không ăn mới là sự hối tiếc ấy. Này, lấy ra được cả cái phần đuôi của nó luôn nè. Nếu mà có điều kiện thì khi gặp nên ăn thử. Phải thử một lần trong đời. Ở quê của bạn Thái á, vùng biển Bình Thuận thì có bao giờ bắt được con to như này không? Dạ, em tiết lộ luôn thì con mũ ni đỏ này thì tặng ra ở đảo Phú Quý là chùm. À. Dạ, đảo Phú Quý là chùm Bình Thuận đó. Dạ đúng rồi. Vậy là có khi là nó từ Phú Quý nó bơi về Nha Trang. Wow. Xong rồi biết mình hôm nay về Nha Trang nên là bơi về đây nè. Bơi về đây gặp Diễm. Dạ đúng rồi. Rồi cái này nó như một cái sớ bánh luôn nè. Tay Diễm là đã lau sạch rồi nha các bạn. Trời ơi nhìn mà phải nói là đã. Rồi này coi sớ thịt nè anh Dũng này. Không khác thì tôm hùm. Trời ơi. Mình nói là cảm ơn chị Vân. Vì cảm ơn đầu tiên là vì tình cảm mà chị dành cho tụi em. Cảm ơn thứ hai là chị đã lặn lội đi mua những cái loại đặc sản của Nha Trang về cho tụi mình làm gọi là khai vị đầu tiên. Và cái thứ ba đó là chị giới thiệu cho mình một cái địa chỉ hải sản mà có một cái con tôm chất lượng quá. Em xin mời chị ạ. Chắc chắn đây sẽ là cái quán mà lần sau mình tới với Nha Trang thì mình sẽ quay trở lại để mình săn lùng những món hải sản mà siêu to khổng lồ của anh Út các bạn. Trời ơi, nhìn cái sớ thịt nó đã quá anh Dũng. Hãy review trước đi. Trời ơi, nhìn nó mê lắm. Đây, cái này mình Diễm cắt cho mình xin một miếng nha. Đây xem một miếng nha. Con này to lắm. Nếu mà không nói thì các bạn sẽ nghĩ đây là thịt tôm hùm các bạn. Chị dùng nước đem cắt nhỏ. Đây này. Về cái hoa văn bên ngoài thì nó khác. Nhưng mà về cái phần sớ thịt y hệt tôm hùm luôn. Nhưng mà anh Dũng ở đây, đây này. Để đây mọi người cho mọi người xem cái phần này. Ôi, này cái sớ này em cũng đang thử xem là cái gạch của con mũ ni này nó có xem như là tôm Alaska hay nha. Nhớ cách ăn là ok. đây để đây đỡ nha. Để thấy không? Đây nè, nó chảy hồi nãy chảy xuống dĩa rồi. Đâu mình nghĩ là nó sẽ giống như Thái à. Ôi nó chảy dưới dĩa rồi. Đây chấm đỡ trên này đi. Wow. Thái mời cả nhà nha. Rồi. Khác anh Dũng à? Khác. Khác hả? Đây. Mình thấy biểu cảm của bạn Thái có vẻ như là không được bất ngờ lắm. Như cái không được trầm trồ lắm đúng không? Tại vì nó đã nói về con tôm, thật ra là mọi người hay nói là tôm hùm không phải là tôm hùm Alaska mà là tôm hùm Canada. Nhưng mà thực sự là khi mà đi về Việt Nam ấy thì nó như một cái từ khóa rồi các bạn ơi. Cho nên tụi mình cũng quen gọi như vậy. Nhưng mà phải nói là cái phần đầu của nó là tuyệt vời luôn. Phần này là của con tôm mũ ni nè. Chị Vân ăn đi chị Vân. Rồi. Chị còn có hai bé nha. Nên là sẽ khó mà thưởng thức trọn vẹn được cái bữa tiệc này. Để cứ tự nhiên đi. Tụi em ăn ngon là được rồi. Dạ. Cái thịt con này nha. Mặc dù là nó rất là to nhưng mà thịt không hề bị dai, mềm mà ngon. Nhưng mà giống như Thái nói là cái phần gạch của nó thì không bằng đâu. Nhưng mà thịt thì ngon. Cái thịt là trắng như ngọc trinh. Ăn ngon ngọt.
và mình cắn nó không có bị dai mà bây giờ dính răng. Nhưng mà cái phần gạch thì Thái nghĩ là tôm Alaska gạch nó sẽ béo và bùi hơn rất là nhiều. Cái phần gạch của tôm Alaska nó là một cái gia vị rất là đặc biệt khi mình ăn cái phần thịt của nó, chấm vào là hoàn hảo tuyệt vời. Còn đối với tôm muối ni này thì bạn Thái cũng là người đầu tiên thưởng thức chấm thử thì nó sẽ không ngon bằng những cái kia. Tuy nhiên về thịt của tôm muối ni thì không thua kém bất kỳ loại hải sản nào các bạn. Nhìn cái sớ này như là con Nam Úc luôn ha. Nhưng mà phải nói là tôm muối ni là loại cái size to này là đúng theo kiểu mình hay gọi là đắt sắt ra miếng. Giá thực sự thì chắc là nhiều bạn cũng nói là về cao này kia đúng không? Nhưng mà nhiều khi là cái giá cao này đôi khi mà có những người họ tìm con to mà không có. Bây giờ cả khu vực này chỉ có hai con mà mình ăn một con rồi. Nếu mà có người nữa muốn ăn thì phải tranh giành cái con còn lại. Nhiều khi đi ra Nha Trang nhưng mà sẽ không có. Nên hơn là có dịp, tại vì hàng thiên nhiên mà không nói trước được đâu. Hàng thiên nhiên chị hả? Nhưng mà bên cổ quán của chị Vân là chị Vân bán cái gì? Chị cũng bán hải sản nhưng mà hải sản của chị là đem lên là bán chứ không có rộng hồ chị Út. Đây là giống như là quán Vỉa Hè Bình Dân. Đúng là hàng thiên nhiên anh bắt vô là cứ để nó ngập ngập, nó thở rồi. Hay là giống như mấy quán ốc chảo ở Sài Gòn nó rổ chảo chảo ấy. Nhưng mà chị không có làm sẵn đâu, chỉ có để mấy đồ tươi, có để mâm vậy nè, rồi bắt đầu khách tới là chọn món gì rồi vô chế biến. Nhưng mà bữa sau em ghé quán chị review được không? Được chứ. Bữa sau á là mình đang có ý định là nhờ chị Vân sẽ làm hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang. Tại vì hồi nãy chị nói là nghe chị nói mà không quanh mà chưa biết đúng hay xong nên là hỏi luôn. Chị nói là nếu mà tụi em ra là chị nghỉ ở quán mấy hôm dẫn đi, càng quét Nha Trang hơn. Càng quét Nha Trang. Bây giờ mình nên chấm thử cái tôm muối ni với cái nước chấm muối đỏ. Muối đỏ chấm ngon. Nó là muối ớt ở quán anh Úc á là ngon. Cay là cay vừa phải. Nhưng mà chấm nhiều á, nếu mà chấm nhiều á là sẽ bị cay. Nhưng mà với Thái á là càng cay nhưng mà ngon. Chấm với nước chấm thì nó ngon hơn nhiều á. Đúng. Mình em. Trời tái rồi chị ha. Có đã luôn. Ngon. Thịt trắng bóc quá ha. Mềm. Chấm vào đây. Miếng này là bạn Diễm cắt cho mình là siêu to luôn các bạn ạ. Mời các bạn nha. Đã miếng nấy luôn. Đã không? Cảm ơn nhiều. Có cái vỏ này các bạn ơi. Ủa mềm không? Dạ. Cái vỏ này tí nữa mình bán đấu giá. Nhưng mà úp lại. Đó. To. Các bạn coi này. Ô. Đây. Thái thử luôn đi. Wow. Một nĩa gạch là từ con tôm chảy ra là cả nhà. Ăn mặn. Nhưng mà nó có cái bị béo nhẹ em nè. Nhưng mà nói lại Thái thích tôm Alaska hơn. Cái thịt của con này mặc dù rất là to, rất là lâu năm rồi nhưng mà không hề dai luôn. Đúng rồi. Mềm, ngọt, thơm. Nhưng mà phải nói là hải sản ở Nha Trang mình đa dạng chứ hả? Đúng rồi. Nó nhiều món lắm. Nhiều con cá mà mình chưa hề thấy, nhưng mà nghe cá tắc kè, cá bò hòm này thật đầy đủ, nhưng mà ăn nó vị mỗi vị nó lạ khác nhau à. Cái con cá bò hòm á nhìn nó hơi cái con mà chị gửi hình cho em xem đúng không? Em nhìn nó thấy nó lạ, chị còn hỏi hôm mà chị nhắn tin với mình đấy, bạn là coi hình mà thấy lạ chưa thấy bao giờ cái luôn á. Cái bò hòm đó rồi. Con cá tắc kè nó khác, còn cá tàu bay nó khác nữa, nhưng mà hai cái nó giống nhau nhưng mà thật ra là nó khác. À. Thôi bây giờ là tôm muối ni đây này. Là vẫn còn ở đây. Đó. Bây giờ mà ăn hết con tôm này á là khỏi ăn món khác luôn á. Dạ. Mình tạm để nó ở đây. Bây giờ mời mọi người thưởng thức cái nhum đây nè, nhum biển. Nhum gạch. Con này mình đính chính lại á. À, con nhum này là 55.000, hồi nãy mình đoán 50 ấy, mà chị nhân viên order ấy, chị nói là 70 là nhầm nhé bạn, 55k thôi. Đây, em mời chị nha. Nhum rất là ngon và rất là đặc biệt. Ồ, cái con này gạch đi chưa, không Dũng? Con này mà các anh chị ăn sống hả? Rồi, ăn sống thì còn gì bằng nữa anh. Nhưng mà ăn sống thì đó, anh hiểu rồi đấy. Hiểu rồi đấy là sao? Thái đi một mình. Thái đi một mình. Hay là chuối. Em đi một mình cả nhà. Con này là siêu gạch con này Thái ơi. Thái ăn cùng với chị nè. Đây mọi người coi cái gạch vàng nè. Thấy nhờ? Cái này, Thái cái múc miếng đi. Ở đây á, Thái thấy là anh nướng vừa chín tới, không có bị khô cả nhà. Ôi.
Wow. Mời cả nhà nha. Ngon quá, béo. Nhâm quán này đã thật đấy nè. Đúng rồi, siêu gạch luôn đây này. Mọi người xem này. Mời các bạn nha. Ngon. Tuyệt vời á. Tất ngay con gà tay luôn. Nó thấm trong cái lửa luôn á cả nhà. Cổ họng nữa. Nhưng mà không phải nào là con nhum nào nó cũng nhiều gạch nha các bạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì Nhật và Hàn Quốc là hai nước mà rất thích ăn cái trứng nhum sống luôn. Dạ đúng rồi. Nếu mà họ gặp được cái con nhum này mình nghĩ là họ duyệt luôn các bạn. Dạ. Tại vì nó quá hoàn hảo về cái trứng. Đây, các bạn coi này, quá tuyệt vời. Không biết là Việt Nam có xuất khẩu nhum qua hai nước đó không Thái hả? Dạ, hiện tại là Việt Nam đang xuất khẩu cái nhum đi Đài Loan anh. Đài Loan và tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc. Còn hiện tại là Việt Nam mình cũng nhập nhum này từ Nhật về nữa. À, dạ, tức là xuất qua Đài Loan nhưng mà lại nhập hàng của Việt Nam qua. Nhập từ Nhật về Việt Nam. À, nhập từ Nhật về Việt Nam. Dạ, đắt tiền lắm. Rất là đắt, đắt. Nhưng mà ăn của Việt Nam đỡ đi. Em nghĩ là Việt Nam mình có sống mà sao mình không ăn mà phải nhập anh Dũng này. Đó, đúng không? Ôi, đây bạn Dũng lấy cho mình nha. Ấy, anh liệt, đây là một gọi là một cái gai. Một cái nhánh của cái trứng nhum thôi trong cái con mà bạn Diễm đang cầm á. Dạ. Là đầy một cái muỗng này luôn. Béo, ngon. Mời các bạn nha. Trời ơi. Mày nói là nó ngọt mà nó đã thật đã. Ngon ơi là ngon luôn. Béo gì ha? Quán này chất lượng. Cứ ăn thoải mái tự nhiên nha, đừng mà tại vì chị ở đây cho chị dân biển mà. Nên tụi em cứ ăn ngon là được. Nhưng mà chị dùng của tụi em chứ không rồi. Đúng rồi, chị có dùng nè. Chị đang còn trông gạo với lại Sky. Sky là fan của Sơn Tùng. Còn gạo là fan của gạo nếp và gạo tẻ các bạn. Đúng. Đúng là đúng là phim gạo nếp gạo tẻ là đặt tên gạo luôn á. Nhưng mà chị nói là bé hai bé nhà chị là thích ăn cá thôi. Nghe là cá bò hòm này, cá ăn cá, cá là đem vô là cái gì hay là mấy này là vô là hai này là trước nhất. Thế là ăn trước cả tất cả khách của quán luôn. Đúng rồi. Nhưng mà là khách VIP. Bé là ăn thịt tôm ngông luôn nha, em nãy giờ không ăn luôn á. Tôm hùm tôm này kia là không ăn nha. Chỉ thích ăn cá thôi, hoặc ăn mì không vậy thôi. Cá tốt mà. Cá. Đúng, ăn cá tốt. Thấy thích ăn sò huyết hả? Em thích ăn sò huyết, em ngắm sò huyết nãy giờ cả nhà. Đây là sò huyết của Nha Trang, hàng thiên nhiên của bờ biển Nha Trang cả nhà. Thì không biết là có khác gì Cà Mau hay không thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cho cả nhà. Nhưng mà nhum ngon quá. Đây. Ồ, mập ú luôn. Bên đó là tái luôn. Wow. Căng nọng luôn. Này chắc em ăn không, em không có chấm cả nhà. Để thưởng thức vị sò huyết Nha Trang như thế nào nha. Dai giòn. Béo. Nhưng mà ngon. Ngon ăn. Có bị tanh không? Không tanh. Quan trọng là nó không tanh thì mới ăn dạ. được. Mà rất là ngon. Mình ăn sò huyết á. Cái lần mà mình ăn bị tanh là mình sợ. Mấy lần sau mình không dám ăn luôn. Con tái thấy. Con tái ăn. Rồi em ăn tái luôn. Chị ăn chín thôi. Nói thật ra là em thấy thích ăn tái lắm. Có hai loại. Một cái dĩa là làm chín, một dĩa làm tái đúng không Thái? Dạ. Mời cả nhà nha. Ngon. Tái ngon hơn. Thái bảo là đi một mình, không dám ăn nhum. Tại nhưng sao? Mà chắc là ăn hết dĩa sò huyết luôn đó. Tại vì sò huyết là một món rất là khoái khẩu, có thể là Thái ăn phải một đĩa đầy. Ghê xuống nhà chị Ánh Cua là ăn thằng một mình em một dĩa đó. Đúng rồi. Thế thì bạn Thái này, bạn Ánh Cua này, và anh Hải này thì nên ngồi một mâm để thưởng thức cái sò huyết. Nhỏ thôi nhưng mà mập lắm các bạn. Hôm nào bạn Thái đại chiến sò huyết với anh Hải và bạn Ánh Cua đi. Dạ. Thôi Nhiễm thì chấm miếng ớt. Mời các bạn nha. Chắc là ngon giòn vậy ha. Nó giòn. Cảm ơn nha. Chị thử có mày đi. Em ăn đi. Đấy. Rồi. Em ăn con to hơn. Ở bên quán của chị Vân là có con này không? Sò huyết này thì nói chung là cái món nào chị cũng có nhưng mà nó không có được nhiều. Như Út này, Út là Út gom, còn chị là cứ ghe vô ngày nào là bán ngày đó. Còn Út có oxy á, Út lộng cứ ngày Út có một chút Út gom thì cứ gom đó. Đúng rồi. Cảm ơn bà Tiến nha. Rất là ngon anh Dũng ơi. Con này thì chắc là mình ăn luôn, khỏi chấm đi. Đúng rồi, ăn luôn là nó có một cái chất chất mặn. Giòn. Cái thịt nó dày. Bây giờ mình ăn tôm hùm đi. Đấy, em
Mời chị Vân nha. Tôm hùm rất là nhiều gạch nha bạn. Bên này là hai con hấp nè. Bên này Thái thích ăn cháy tỏi này. Bên này còn có một cái dĩa là cháy tỏi nè. Này Thái thích ăn cháy tỏi. Một dĩa này là một con nha các bạn. Đấy. Còn bên này có một con này nhìn cũng giống hấp nhưng là nướng mọi chứ không phải hấp. Nướng mọi thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều và không có bỏ gia vị gì vào đây cả. Hôm nay chị giống như là chị cả mà đi chăm hai em vậy. Tiếc là nhanh đi về nhanh quá. Bữa sau ra hơn vậy ở lâu nữa nha. Chị ra chưa? Đây. Nếu như cả nhà mà thích ăn tròn vị của tôm hùm thiên nhiên thì em Thái khuyên là nên nướng ngoài hoặc hấp xác. Còn ở đây thì chị Diễm đã kêu nướng ngoài và hấp rồi, em Thái muốn thử là xem như thế nào bếp là chế biến có ngon hay không. Chúng ta đầu bếp. Dạ. Nhưng mà nếu mà nướng mọi mà không biết nướng cũng chưa chắc là ngon nha. Ngon. Có bị khô không? Không khô. Không khô là được. Đây, con này là nướng mọi nha các bạn. Các bạn xem con tôm này. Mặt kia để cho các bạn thấy gạch nha, mình xem đây này. Mời các bạn nha. Mà mình thích cái nước chấm ở quán này. Chế biến ngon. Tôm hùm ngon quá. Cái hàng thiên nhiên ăn nó khác hàng nuôi cực ngon. Còn dạ. Với lại mình nhìn cái hồ thiên nhiên với cái hồ hàng nuôi là biết là hàng nuôi á là nó đủ một size luôn. Còn cái hàng thiên nhiên là nó con to con nhỏ nên khách là ưu tiên nó em ơi đúng một size một ký ba con là không có không dám nhận. Tại vớt vô một ký nó phải thở hơn một ký ba con là đại khái vậy. Muối ớt đỏ Nha Trang là cũng là cái món rất là nổi tiếng đúng không Thái? Nên là hôm nay mình đang ngồi ở Nha Trang và mình ăn một cái chén muối ớt đỏ luôn các bạn đây này. Hồi nãy là mình quên nói về cái nước chấm này tại vì là nó ngon quá. Mình ăn mà mình cảm thấy rất là vừa miệng luôn. Con nha. Còn ghê. Chấm muối ớt đỏ. Đấy, cái này là tôm hùm xanh thiên nhiên nha các bạn. Đúng rồi. Chán thử. Để bắt được con tôm này phải lặn đúng không Thái? Dạ. Lặn chứ không có phải đánh lưới hay câu gì mà phải lặn xuống dưới sâu. Nếu mà lưới thì lâu lâu thì mới bị dính lại thôi. Còn đa phần là thơm thiên nhiên là lặn đánh bắt từng con. Và mình nghe nói là cái tôm hùm giống á cũng phải lặn từng con luôn. Dạ. Tôm hùm giống là có hai loại cả nhà, một là sẽ nhập khẩu từ Indo về, thứ hai nữa là sẽ là thu mua từ người dân khi thả những cái cục san hô mà khoan từng lỗ giải đều các dọc bờ biển từ Bình Thuận trở vào Nha Trang là sẽ có một mùi như vậy, đó là tôm hùm giống. Thứ ba nữa là sẽ có những con tôm hùm mà tôm hùm bông mà size khoảng ngón út của Thái nè, là đánh bắt từ thiên nhiên từ các anh thợ lặn. Có nhiều video mà em Thái quay á, là có một số con á, video mới nhất mà em quay tại làng chài của quê em là tầm khoảng 15 con tôm hùm giống. Nhưng mà một con anh cũng biết bao nhiêu tiền không? Khoảng 150.000. Dạ không, 50.000 đến 70.000 một con tôm hùm giống. Tại vì mình từng đọc một bài báo là một con tôm hùm giống có lúc tới 150-200.000 một con. Dạ, bây giờ là nhập khẩu từ nước ngoài về được rất nhiều á, cho nên là giá tôm hùm giống thiên nhiên á, là chỉ vài chục ngàn một con. Dạ. Nhưng mà phải lặn hết đấy các bạn. Nó là cái miếng tôm hùm này các bạn này. Ngon đúng không Dũng? Nó mềm, ngọt, thơm. Đặc biệt là nước chấm muối ớt đỏ Nha Trang nữa thì hài hòa luôn. Nó cay vừa phải, độ mặn cũng vừa phải. Nhưng mà cái này là em hỏi thật chị nha. Nhiều người nói là giống như thật sự là trước cái bữa ăn này này là em cũng đã là có một cái bữa hải sản bên Quy Nhơn rồi. Thì nhiều người sẽ nói là kiểu là chỉ có hải sản thôi thì xem nó là chán. Thì chị Vân cũng là một khán giả trên kênh em thì cái em muốn hỏi là suy nghĩ của chị hay là chị có cái góp ý nào không để có thể là tụi em ngày càng hoàn thiện mình hơn. Không hề chán chút nào. Tại vì mỗi quán hoặc là mỗi cái hải sản mà Dũng Diễm review nó đều khác nhau hết. Dù bữa nay quán này rồi bữa nay là hải sản tươi sống hoặc là những hải sản đường phố là hải sản mà chế biến rồi nhưng vẫn ngon. Mỗi cái video đều một cái cảm nhận riêng hết á, đều thích chị. Nhưng đều thích. Chị xem kênh em lâu chưa?
chị xem cái lúc mà chị chuẩn bị xin bé gạo là chị xem. Hôm nay gạo mấy tuổi rồi chị? Tức là chị xem từ thời đầu rồi hả? Chị xem từ thời đầu, từ những lúc mà mình phải dùng một cái từ là mình làm rất là ngô nghê luôn. Đúng rồi, thôi mà làm thà là mà giờ nói vui với các bạn là mình nhiều khi mình bản thân mình còn không dám xem lại. Nhưng mà chị vẫn xem từ cái ngày đầu. Chung là đó là những cái tình cảm mà tụi mình làm sao luôn cố gắng mỗi ngày hơn nữa để có thể là đi quay nhiều video chất lượng. Đúng rồi, nhưng mà cái chân thật là Dũng Diễm là quay video lúc nào cũng to là cái chân thật này, cái tấm lòng, cái tấm lòng Dũng Diễm mỗi lần thích nhất là đi quay xong rồi cái mỗi lần xuống thấy là mua ủng hộ người này người kia, chị rất là thích cái đó. Dạ. Tại bản thân chị cũng làm từ thiện rồi này kia nên chị nhìn cái đó mình thấy thích lắm. Dạ. Cái đó là cái cảm nhận đầu tiên luôn. Mình là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, những cái việc làm mà giống như chị Vân nói là mua giúp người này người kia thực ra nó là rất là nhỏ thôi. Nó đúng còn là, nó không là gì hết, nhưng mà rồi. Mình thấy mình có cảm mến rồi đó. Chỉ là mình chia sẻ một chút gì đó trong khả năng của mình với mọi người. Thực ra trong xã hội còn có những người họ làm từ thiện tới hàng chục, đúng hàng rồi, trăm tỷ rồi, nhưng họ không có nói cũng không có quay luôn. Nên là mình cho rằng những việc làm của mình rất là nhỏ bé các bạn. Và giống như là mọi người cũng hay nói là giống như bữa ăn ngày hôm nay này, người ta nhiều người sẽ nói là tại sao mình không dùng bản thân dùng số tiền này để đi làm từ thiện. Thì mình nói là như anh Dũng nói là mình chia sẻ trong khả năng của mình. Còn cái bữa ăn như thế này hay là những bữa ăn khác nhỏ tiền hay thấp tiền thì mình không cần biết, nhưng là nó với tụi mình nó là góp phần để chia sẻ ẩm thực với tất cả mọi người và đặc biệt là cho khán giả của mình những video chất lượng nhất để xem. Một ngày làm việc vất vả rồi các bạn ạ, thì một để lựa chọn người ta dành thời gian để xem kênh mình thì mình phải cố gắng làm video chất lượng nhất. Ví dụ như là clip ngày hôm nay đi, mình phải vượt 500-700 cây số này, hụt 3-4 lần này, rồi thứ hai nữa là phải sắp xếp nhiều lắm mới gặp duyên lắm mới gặp được nhau. Chứ không phải là tự nhiên mà mình có được mỗi clip lên kênh mình các bạn. Đúng rồi. Với lại từ thiện là từ thiện trong tâm, từ thiện mọi lúc mọi nơi chứ còn chia sẻ không nhỏ. Đúng rồi. Chứ không phải là mình nói là mình ăn uống là ngon lành rồi sao không để dành từ thiện có đâu. Cái đó là từ thiện tấm lòng của tụi em, chị cảm nhận luôn á, chị rất là thích luôn á. Mỗi lần thấy Dũng Diễm mỗi lần cái gì là cứ mua hết cho cô đi, gửi cô một chút này cái đó quý lắm. Cảm ơn. Ngày hôm qua ở Quy Nhơn á chị, là em cũng tụi em vừa mới làm một nồi lẩu kiểu này luôn này. Mọi người ăn lẩu lẩu ốc nha. Nhưng mà mình cũng rất là bất ngờ khi chị Vân nói ngay lẩu ốc à. Mặc dù chị Vân bảo là chưa ăn lẩu ốc bao giờ. Tại vì ở chị là chị hay lẩu nướng, là mỗi lần mà những cái gì mà ghe vô gom là chị gom chị nướng một dĩa. Là chị đây là hai siêu nhỏ chị, là lẩu nướng của chị á. À là hai khách này là thưởng thức trước. Lẩu ốc. Thường là ở trên kênh anh Dũng chị Diễm á, hầu như á, em cũng lướt nhiều bình luận là xem là tại sao không thấy mặt Phạm Dũng. Nhưng mà em hy vọng và em góp ý với đại chị thôi nha. Là góp ý gì nha. Dạ, là các cô chú, anh chị và các bạn cũng như khán giả của kênh anh Phạm Dũng, nếu như ở nơi nào có đặc sản và cái gì đó nó thú vị ở làng của cô chú với anh chị thì hãy alo nhấc máy điện chị Diễm, thì lúc đó chính là cơ hội gặp mặt anh Phạm Dũng giống như là chị Vân. Là anh Dũng rất là ngại các bạn ơi, cảm giác là chị đã quen ở phía sau ống kính rồi, nên là thôi thì các bạn giống như thấy nói chị nghĩ là rất hợp lý luôn, có địa điểm ăn ngon này kia thì các bạn có thể là cô chú anh chị là gợi ý thì tụi mình đến giao lưu rồi xong mình có thể là thưởng thức và chia sẻ cho khán giả luôn. Mình nghĩ cái món tiếp theo mà nên thưởng thức là cái món ốc móng tay mà anh Út Mập á, anh mời và anh nói là ngon lắm, không có một hạt cát nào đâu. Cái này thì mới lấy về luôn. Anh Dũng coi này. Mập ú nụ luôn. Đây. Mập ha. Đây em mời chị thử con này đi. Cái này mà để mà so sánh với lại hàng nuôi và hàng thiên nhiên của ốc móng tay á, là cả nhà sẽ nhìn vào ngoại hình của ốc móng tay nha. Là mập ú đen là thiên nhiên. Còn mà ốm yếu mà trắng là nuôi. So sánh vậy mà nghe kiểu khốc liệt chứ. Rồi nhưng mà thật sự luôn mập ú nu luôn này. Nhưng mà ốc móng tay có nuôi được à? Dạ. À. Trước giờ là mình cứ nghĩ là phải lặn xuống biển để đào từng con lên chứ. Tại vì bố của bạn Thái cũng là một ngư dân mà hay đi lặn ốc móng tay. Anh Dũng này. Trời ơi con này mập ú luôn ấy. Cái này mà nướng mọi giống như mình ăn ở Sài Gòn ha. Nướng mọi hoặc là nướng nước mắm ấy anh Dũng. Ôi nước mắm là tuyệt vời chị. Mà chị cũng thích ăn nướng nước mắm. Trời ơi. Cắn một cái là ngọt. Và ăn nó giòn. Ăn hết kìa.
Đây. Chị ăn cái phần này ngon nè. Mình ăn cái phần đen nó lại ngon hơn hả Thái? Dạ. Giống cái này con tu hà nó giòn hơn anh Dũng ơi. Nhưng mà thôi, ăn cái mềm trước rồi ăn cái nó giòn sao? À đây, chị cho nó chấm cái này. Ôi. Cảm ơn chị nha. Đặc biệt là ốc móng tay mà ăn những cái quán không uy tín á, cá thường có cá. Nó quá luôn chị ơi. Nó không có dai gì ha. Cắn cái là đây là một trong những nơi mà bán cái con ốc này, ốc móng tay này mà gọi là mập mà ăn mà rất là ngọt thịt luôn á. Anh Út có chia sẻ mình là anh gọi là tuyển các bạn. Mọi cái con ở đây là nguyên một cái cảng cá trước mặt nhà hàng rồi nên là anh tuyển. Mình bóc cho Dũng thử một con này. Đây, con này mập ú luôn nè. Các bạn diễn nha. Con ốc móng tay này là 10 điểm luôn ấy. Theo như cầm mà nặng nặng cái tay luôn á. Các bạn nhìn này. Đây đang mời các bạn nha. Nó chắc nịch luôn. À, có một số con ốc móng tay nếu các bạn để ý mình ăn ở Sài Gòn đôi khi mình hay gặp là con ốc móng tay nó xẹp lép luôn. Còn đây nó đầy đặn, nó chắc nịch luôn các bạn. Rất là ngon. Con này các bạn gấp đôi lại như này, xong chấm vào đây. Đó. Không bị mặn nhé các bạn. Rất là vừa ăn. Rồi. Mời các bạn nha. Ngon quá không? Vâng. Kiểu là nó ăn một phát là đúng theo cái từ là nếu mà ăn con ốc móng tay là ăn ngập mồm luôn á. Ngập dụng hay lao tay này. Không mà giống nha. Ăn một con thôi là cảm giác như mình ăn một cái miếng tôm hùm to mà bạn Diễm vừa cắt cho mình á. Không đây để chị bóc cho Thái một con này. Giòn, ngọt và đặc biệt là không có một hạt cát nào. Nãy em ăn như con không có cát luôn. Đây. À. Anh chủ anh tự tin tới mức mà vừa mới nhập về là đem lên là đưa cho mình ăn luôn đúng không ạ? Ngon. Sạch. Tươi. Tươi này, chắc nịch luôn. Trời ơi con này nó to. Thái là thích ăn tu hài. Chị mang lên đây chị ăn đi. Ăn đang nóng lắm, còn nóng vậy. Chị Vân là có vẻ đang thưởng thức cái món nhum. Nhum ngon. Nói chung ngon là ở đây nhum ngon. Cái quán này là với lại hình như bữa nay hơn á. Hơn. Nó to chị được gặp con này to là được gặp là trùng hợp nè, với lại cái này nhum nhiều khi nó hơn xui nữa. Nó nhiều con đập ra không có gặp đâu, bây giờ nhum tuyển á, ngày này gặp nhiều bữa nay trúng mùa gặp nhiều á. Em định không ăn nữa đâu nhưng mà chị nói vậy nên em làm con. Hay không bằng hên. Mình hay không bằng hên á. Nhưng mà Thái thấy không, bữa giờ mình đi là kiểu ăn ở cũng tốt các bạn ơi. Nên là toàn may mắn thôi. Chị cũng thích nhum ở đây. Ngọt lắm luôn ấy. Cái này mà những gọi là thánh ăn nhung sống mà gặp thì nó ngọt, ngọt lắm luôn. Giống như là thiên đường ập tới. Kiểu như là nó tan chảy vô nghe cái cổ họng á, nó ngon. Cái gì á. Cái này hôm nay thật sự là đúng theo kiểu chị nói nè. Mình ăn được con nhum to như con nhum sống, nhum tươi á. Nó là chất lượng. Chứ về Sài Gòn nhiều khi là để tìm một con nhum sống á mà to thế này khó. Thường thường là nhum mà mình biết nha, khi mà đưa vào tới thành phố là người ta đã phải làm cho nó có giống như ngộp rồi. Dập đá đúng không? Còn ở đây là cái tua của nó đang còn động đậy luôn các bạn. Tại vì ngay biển mà. Người ta dẹt nè, thế này. Đó. Là câu thứ hai luôn. Một con rưỡi. Ngon quá. Tuyệt vời ha. Chị ơi, chị gợi ý thì nếu mà lần sau em ra Nha Trang thì em ở mấy ngày thì có thể quay được cơ bản ở Nha Trang này chị ha. Sương sương 3 ngày đó. 3 ngày, ồ ít vậy. 3 ngày là 3 ngày, là 3 ngày 3 đêm là cũng nhiều rồi đó. 3 ngày 3 đêm, hay là thử thách 6 ngày 6 đêm đi. Phải là 24 tiếng đó chị. Quay 24 tiếng là 3 ngày 3 đêm là tới 72 tiếng. Một ngày mình càng quét mà mấy món đặc sản Nha Trang đồ mà mình xuống cảng mình càng quét cái cảng. Mình đi chị kể sương sương là em có thể đi đâu làm gì đi chị. Để em về để em xếp đồ cho vali. Bây giờ em xếp đồ là được rồi, mình ăn nếu mà ăn vặt đúng không? Là tàu hũ đá nè, ở Nha Trang là tàu hũ đá này nha, gỏi khô bò này nha, bún cá này nha, bánh canh này nha, bánh canh là bánh canh cô Hà nè, bánh đủ món nè. Rồi cái nem cuốn. Nem cuốn này chị mua cho em á, nem cuốn nè.
bánh xèo. Bánh căn, bánh căn ở Nha Trang mình mua, mình sẽ mua bánh căn. Chị đó buổi sáng chị sẽ cho bánh căn mực sống nha, mực sống với lên. Rồi mình mua mực tới mình đem tới cho cô bánh căn cô đổ. Đổ luôn. Trời, rồi em biết chị đó. Đó bánh căn đó đó, căn mực. Về hải sản chị. Mình xuống cảng luôn, xuống cảng đi chợ đi kìa. Mình ra bè mình chơi cũng được, mình ra bè luôn. Rồi về nhà chị. Về nhà chị luôn. Dạ. Thôi nghe chị nói nhưng mà hy vọng là chuyến sau là mình có thể là cùng với Thái là đi khám phá các tỉnh miền biển. Hôm nay em cảm ơn chị Vân rất là nhiều, đã dành rất là nhiều thời gian này, đặc biệt là tình cảm nữa. Cũng như là Diễm gọi chị hồi hộp lắm, hồi hộp thiệt luôn á, tại vì gặp thần tượng á, tự nhiên á hồi hộp, chỗ biết sao ta giờ như suy nghĩ ăn món gì trước ta, hay đi đâu ta, cứ gọi tùm lum đó, giờ cho gặp ghe mà ghe nó là ghe bữa nay ghe không vô, xong rồi là không được, xong rồi gọi rồi là đương nhiên là sẽ lên quán Út Mập rồi, nhưng mà do chị em đi tham quan ghe nữa mà chị nghĩ là em ở mấy ngày không à, chứ chị em nghĩ là em ở lát hồi em về đâu, vì lần này đi là hơi vội chị ạ, đang trên đường về Sài Gòn đó chị ạ. Nhưng mà lỡ với chị mấy lần rồi em rất là ngại luôn, nên là em nói là ngày hôm nay là về sớm là tranh thủ là ghé thăm chị, là không dám gọi trước hẹn trước nữa, tại vì sợ hẹn trước là mình về chị mà lỡ trễ là chị gây trong đó. Tại vì mình và anh Diễm và một số người bạn thân của mình biết mình có một câu slogan đó là kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì cả các bạn. Dạ. Nên là mọi thứ mình làm và với bạn Diễm đôi khi nó thay đổi một cách chóng mặt. Nên mình không dám hứa trước với ai một điều gì cả. Mọi thứ là duyên các bạn ơi. Ngày hôm nay là quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Gặp chị và phải nói là Nha Trang là một thành phố rất là đẹp. Biển Nha Trang cũng đẹp, hải sản thì phải nói là quá chất lượng luôn. Hình như Nha Trang là một trong những thành phố biển lớn nhất Việt Nam mình rồi đấy, đúng chị? Nên là các bạn tới đây, mình nghĩ là nhiều người đã tới đây rồi. Nhưng Nha mà tới rồi á thì Nha Trang thân thiện nè. Dạ. Những cái gì hải sản Nha Trang rất là rẻ nè. Mình có thể buổi sáng mình ăn 20 ngàn. Đó như tô bánh canh hồi chị mua cho em là 20 ngàn đó. Dạ. Đó. Rẻ lắm. Rồi ổ bánh mì chỉ có 17 ngàn thôi. Một ly sữa đậu nành 5 ngàn là. Một gói xôi bắp, hộp xôi bắp á, mà nãy chị ở Facebook á, là có 10 ngàn đó. Hộp xôi bắp nè, ngon lắm. Ở Nha Trang rẻ lắm. Thế thì mai mốt mình hy vọng là sẽ có duyên để nhờ chị Vân dẫn đi. Hy vọng là phải ra nhanh gặp hết. Nhưng lần này đi là phải nhớ dắt theo là Ánh Cua nè, Thái rồi anh Hải Sapa. À, đó, gặp hết vậy. Anh Hải sắp vào chị ạ. Có, để ra hết Nha Trang. Bây giờ là đi Quy Nhơn hay đi Nha Trang thì lần hứa trở lại mọi người đều kêu là phải tụ họp đầy đủ tất cả anh em. Thật sự là một nhiệm vụ rất là lớn lao các bạn ơi. Hôm nay là cảm ơn chị Vân này, bé Gạo này, rồi bé Sky Phan Sơn Tùng này. Bé là Gạo Nếp Gạo Tẻ đúng không chị? Đúng rồi. Đã dành thời gian, ba mẹ con dành thời gian để ra để hướng dẫn anh em mình này, rồi tiếp đón anh em mình và tất cả khán giả anh Phạm Dũng nữa. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có dịp trở lại Nha Trang cùng với chị Vân. Mong lắm luôn ạ. Và mình cũng trước khi kết thúc clip là mình cũng cảm ơn anh Út Mập. Nếu mà không biết là anh có xem video kênh mình không thì cũng không biết, nhưng mà anh tặng thêm cho tụi mình một dĩa ốc móng tay quá chất lượng luôn. Và anh cũng rất là nhiệt tình, không ngại lên clip một chút ăn thôi. Và sau đó thì quá vui vẻ luôn các bạn ạ. Tức là bây giờ anh em mình sẽ tập trung ăn những cái món còn lại các bạn. Và tí nữa là mình sẽ lên đường tạm biệt chị Vân rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Xin chào các bạn nha. Xin chào chị Vân nha.